một nam idol bất ngờ phải xin lỗi vì kết hôn. Nam idol này thừa nhận tin tức kết hôn bất ngờ của anh có thể khiến người hâm mộ không vui. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, nam idol Dongun Highlight đã đăng tâm thư thông báo kết hôn lên trang cá nhân. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư vào tháng 9 tới, chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết tham dự do cô dâu không phải người nổi tiếng. Sau khi kết hôn, nam idol vẫn sẽ tiếp tục hoạt động chăm chỉ với hình ảnh trưởng thành hơn. Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều fan phản ứng tiêu cực với quyết định kết hôn của Dongun. Đến mới đây, nam idol đã livestream trò chuyện với người hâm mộ, nói lời xin lỗi khi một số fan tỏ ra quá khích trước quyết định kết hôn bất ngờ của anh. Dongun cảm thấy lo lắng vì một số fan hiểu sai bức thư của anh nên chọn nói chuyện qua livestream. Nam idol chân thành xin lỗi vì tin tức kết hôn đột ngột có thể khiến fan không vui, thậm chí mất ăn mất ngủ. Em út Highlight cũng gửi lời xin lỗi tới các thành viên cùng nhóm. Tôi xin lỗi vì đã tạo ra gánh nặng cho các thành viên. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến về phía trước. Tôi đã đọc những bình luận của mọi người và suy ngẫm trong vài ngày. Tại pop, hẹn hò và kết hôn là điều tối kỵ về idol. Các thần tượng phải đối mặt với việc bị người hâm mộ quay lưng khi thông báo hẹn hò, kết hôn. Thậm chí hoạt động của nhóm nhạc cũng có thể bị gián đoạn vì một thành viên kết hôn. Tuy nhiên sau đó, nhiều netizen đã đứng về phía Dongun và cho rằng kết hôn không phải là tội lỗi, kết hôn thì có gì phải xin lỗi. Nếu họ là người hâm mộ chân chính thì phải chúc mừng anh mới đúng, anh ấy hơn 30 rồi, cũng là độ tuổi để kết hôn, Dongun không lừa dối người hâm mộ, không ngoại tình để phải xin lỗi. Nguồn: Oppong Pop.